Abad có cung cấp một cái tool gọi là Abad Debug, và tool này tất nhiên là nó được nằm trong Workbench. Abad Debug được sử dụng để stop một Abad program trong quá trình chạy và execute program step by step, line by line, tức là để debug từng bước một và theo từng dòng một. Và Abad Debug được để xem các cái flow, xem cái flow của các Abad của một chương trình Abad. Abad Debug được sử dụng để view flow của một Abad program. Trước khi debug ta phải active Abad program. Trước khi debug ngoài ra trong sạc Abad ta sử dụng câu lệnh statement respond. Respond để đi bắt ra. Ok, bây giờ anh sẽ mở một chương trình. Sẽ 38 để mở một chương trình Abad program. Ví dụ anh mở một chương trình nào. Mở một chương trình đơn giản trước nhé. Ví dụ đây là một chương trình anh mở cách debug nha. Để debug một chương Abad program chết ta phải active, đúng không? Ở đây chương trình này đã được active chưa? Chưa, ok, bây giờ mình sẽ ta sẽ active tiếp nha. Sau đó ta chạy chương trình. Vào menu debug. Okay. Vào đâu? Quay lại. Vào menu debug. Okay.
Và menu debug đây, chính là menu debug này. Đang đang để chế độ read display. Ta vào menu debug nha. Người ta đang ở chế độ debug. Ở đây. Sau vào debug. Sau đó vào. Chọn fit to. Vào debug này, vào menu debug chọn switch đi. Đúng rồi. Anh đang đây. Được phiên bản nó hơi khác chút. Vào switch to class switch debug. Đó. Ok, bây giờ sau đó ở đây ta nhìn thấy các cái menu như F5 này, F6 này, F7 này và F8. F5 là ta debug theo từng bước một, thực thi code theo step by step và line by line. Đầu tiên anh sẽ ấn F5 nha. Sau đó con trỏ sẽ nhảy xuống vòng loop do. Ở đây lúc đầu fix mình gắn giá trị là 5, mặc định là 5 đúng không? Ghép bằng x nhân đi, nhảy xuống dòng tiếp theo. Rồi, cái này thực hiện câu lệnh này. Đây, đây. Em biết tại sao nó chưa hiện đây không? Chưa hiện cái gì đây không? Để hiện ở đây ta phải kích vào x ở đây. Đó. Sau ta kích vào Z. Z bằng 0 mà. Mình ghép quá nên mặc định bằng 0. Kích vào Y. Đúng rồi, nó hiển thị giá trị hiện tại này. Z bằng x lên y. Ok nha, tiếp nha. Và ấn F5 này. Tiếp theo Z. Lúc này Z bằng x nhân y đúng không? Z bằng x nhân y bằng 5 nhân 1 bằng 5. Sau đó write. Y bằng y cộng 1. Y thì y bằng 2. Sau đó nhảy xuống undo.
F5 là để thực hiện line by line hoặc step by step. Tiếp theo, nó sẽ như lúc này nó sẽ lập 10 lần như vậy, chạy vòng một, lập 10 lần và sẽ ghi bình luận x tiếp theo sẽ bằng, vẫn vậy đúng không? Tiếp theo z bằng x nhân y như vậy. Lúc này z anh, nếu anh nhấn F5 thì z sẽ bằng 10 đúng không? X bằng 5 này. Next tiếp thì lúc này thực hiện câu lệnh đúng rồi, nó đang ở con trỏ, nó đang ở cái dòng z bằng x trên y mà. Tiếp theo thì lúc này z sẽ bằng 10 này. Z sẽ bằng 10 này cái đây. Đó. Tiếp theo y bằng y cộng 1. Lúc này y sẽ bằng 3. Next. Lúc này con trỏ đang ở y bằng y cộng 1, tấn F5 tiếp thì y sẽ bằng 3. Đấy, ý nghĩa của khi mình đi bắt step single step như vậy. F6 thì tương tự như F5, nó chỉ khác biệt nhỏ là Nó chỉ có khác biệt nhỏ là khi nó gặp ví dụ ở đây ở chỗ câu lệnh ở dưới cái y bằng y cộng 1 này, ta include một cái function module nào đó, ta call, ta gọi một cái function module nào đó thì lúc đấy nó sẽ trỏ đến function module và nó sẽ hả? Sorry. Ví dụ đúng rồi nó chuyển qua cái debug trong cái function module đấy. Nhưng mà ví dụ anh không cần F5, anh không cần F6 mà anh cần F5, khi gặp cái function đấy thì nó như thế nào, function module đấy thì nó như nào? Nó chạy qua chứ nó không đi sâu vào cái function đấy đúng không? Đấy, thằng F6 là như vậy. Bây giờ F7 nhá, anh ấn F7 xem nó ra kết quả nhà nha. Ấn F7 thì nó nhà. F7 thì nó không debug đúng không? Mà nó cho nó cho ra luôn kết quả. Đấy. Và thế thì F7 này nó cũng chả khác gì, thế F7 nó chả chả khác gì SQ đúng không? Thế thì dùng F7 để debug để làm gì? Thế thì anh thấy không phải. Ok, thế trong trường hợp nhá, bây giờ giả sử là như này, anh chạy giả sử trong một và trong một đoạn mã nguồn có khoảng tầm 500 cái statement, tức là 500 dòng lệnh. Và ở dòng thứ 201 chẳng hạn có lỗi. Nhưng mà mình không muốn execute cái những cái statement còn lại. Vậy thì làm thế nào để thoát khỏi cái debug trong cái đoạn mã nguồn đó?
thì lúc đấy ta dùng ta để ta thoát, muốn thoát khỏi cái lúc vòng lục lúc đấy thì ta dùng cái gì, dùng F7 đúng không? Đấy, F7 nó có ý nghĩa là vậy. F7 nó khi có lỗi thì nó cho ra luôn kết quả. Ta không muốn thực thi cái lệnh còn lại nữa. Bởi vì giả sử trong một cái chương trình mã nguồn của mình cũng có cái 1000 dòng lệnh. Bây giờ mình đi bốc mà mãi thế mất nhiều thời gian đúng không? Vì thế ta sử dụng F7 trong trường đấy. Ví dụ bây giờ anh ở đây anh có đặt statement là set respond ở đây. Bây giờ cho chạy chương trình nhá. Thì em thấy nó sẽ như thế nào? Lúc này lúc khi anh set respond ở đây đúng không, thì khi đó khi chạy chương trình thì đến nó chạy đến vòng lập đầu tiên thì nó sẽ hiện ra chương trình debug cho mình đúng không. Bây giờ làm thế nào để switch sang cái chế độ debug? Vào đâu, ta vào đâu? Go to, ok. Navigate, click to class, click to debug. Wow. Đấy, khi chạy chương trình lúc này khi mình set breakpoint ở đây thì khi chạy chương trình mình sẽ đặt con trỏ ở chỗ này. Đúng rồi, ta xem z bằng 0 y. X bằng mấy? X bằng 5 và y không. Y lúc này bằng không đúng không? Hay bằng 1? Y lúc này bằng không đúng không? Nếu mà anh đặt breakpoint ở đây. Ví dụ nha. Bây giờ anh vừa đặt breakpoint ở đây. Và anh sẽ đặt breakpoint ở chỗ khác nha. Ta phải tiếp chương trình ạ. Đó,
nếu anh đặt respawn ở đây thì mọi người xem kết quả. X và Y lúc này sẽ bao nhiêu nha. Okay, anh vào go to này, navigate to này, và switch to classic debug. Lúc này x bằng mấy? Mọi người thử đoán xem. X bằng 5. Ok, chính xác. Y bằng mấy? Y bằng 0 á? Đúng không? Đúng rồi, y bằng 1, chính xác. Z lúc này. No, Z bằng x nhân y, đúng rồi, chính xác. Ờ. À đúng rồi, y bằng 0, chính xác. Ok. Bây giờ nếu mà anh đặt à vào có muốn stop thì bắt ta vào debug off, debug in off này. Switch to ok, tiếp theo. Which one? Trong trong debug này anh giới thiệu cho em một cái khái niệm nữa. Ví dụ anh mình muốn debug ngay đây, mình chỉ kích vào đây, kích vào dòng này cũng được. Which one? Tìm xem cái con ví dụ nào internal table. Bây giờ giả sử nhé,
ta có một cái table chứa dữ liệu này. Khi ta chạy cái chương trình đó, để hiển thị cái dữ liệu trong table đó nhưng không cho ra kết quả. Trong trường hợp này thì làm sao để chúng ta được biết lỗi ở đâu? Đấy. Anh đang tìm cái ví dụ này. Ví dụ nha. Ở đây vào anh bảo ví dụ cho các em xem cái cung đình Bắc này. Ở đây các em thấy nhìn thấy cái response. Đây là anh bảo ví dụ về internal table. Bài học tiếp theo, bài học tới ấy, anh em mình sẽ có cái trao đổi về internal table, thế nào là internal table. Ví dụ ở đây, trong đây anh có một internal table, trong này có rất là nhiều dữ liệu. Ví dụ giả sử trong table này chứa khoảng 20.000 linh kiện, loại linh kiện trong kho dữ liệu. Chúng ta muốn tìm ra 100 linh kiện để sản xuất một model sản phẩm. Trong quá trình develop code ấy, chúng ta có thể sử dụng tên các linh kiện đó để xác định chúng không? Ta có thể sử dụng tên các linh kiện không? Ví dụ nha, trong internal table này nhá, trong cái table này có khoảng 20.000 chứa 20.000 nguyên vật liệu nha. Và mỗi tên của nguyên vật liệu nó cũng có những nguyên vật liệu tên nó khác nhau một chút thôi. Vậy ta có thể sử dụng cái tên đấy, nguyên vật liệu đấy để xác định chúng không? Để tìm kiếm không? Tìm kiếm theo tên của nguyên vật liệu không? Nuôi thì thường thì mọi người tìm kiếm theo cái gì? Tên. Tên nó khác một chút. Thường thì mọi người sử dụng theo tìm kiếm theo cái number số đúng không? Cái mã của nguyên vật liệu đấy. Nó nhanh hơn. Trong trường hợp mà nếu chúng ta sử dụng trong trường hợp chúng ta nếu chúng ta sử dụng response để tìm ra một cái nguyên vật liệu nào đó. Which này. Cái này nè. Cái sử dụng wakefront này mục đích là để tăng tốc độ debug, tìm kiếm trong quá trình debug. Ví dụ trong trường hợp mà có khoảng trong cái table internal table có khoảng 20.000 nguyên vật liệu. Nếu chúng ta muốn tìm ra 100 cái linh kiện nguyên vật liệu để sản xuất trong một model sản phẩm nào đó,
trong quá trình mà develop code ấy, chúng ta sẽ có thể sử dụng, chúng ta nên sử dụng gọi là number, mã linh kiện, chứ chúng ta ít không nên sử dụng tên của nguyên linh kiện, của nguyên vật liệu. Khi mà ta debug sử dụng watchpoint này, thì sẽ khi ta sử dụng watchpoint này, khi đó thì một chúng ta sẽ là đưa trước cái giá trị nào đó cần tìm kiếm vào trong watchpoint. Anh thử viết ra để anh viết ra nhé. Watchpoint. Được sử dụng để lưu trữ trước một hoặc một vài giá trị nào đó. Nếu khi trong quá trình chạy một program, chừng nào mà tìm được cái giá trị đó trùng với giá trị được lưu trữ trong watchpoint, thì chương trình sẽ stop ở step đó, ở bước đó, và sẽ gọi ra kết quả. Đấy, mục đích của watchpoint là như vậy. Cái đoạn watchpoint này mọi người anh nghĩ là vẫn còn mơ hồ đúng không? Đã clear cái đoạn watchpoint này chưa? Mọi người có câu hỏi gì cứ hỏi anh đi. Hello. Trong quá trình debug một chương trình đúng không? Tìm ta có khoảng tầm khoảng 20.000 tức là rất nhiều số lượng nguyên vật liệu, rất nhiều. Khi ta chạy ta muốn tìm khoảng 200 cái, hoặc ta muốn tìm ra khoảng 100 cái linh kiện thôi để sản xuất cho một sản phẩm nào đó. Đấy. Nếu mà mình tìm hết 100 linh kiện trên tổng số 20.000 linh kiện đó thì rất là lâu. Có nghĩa là mình debug rất là lâu. Vì thế ta phải làm cách nào để debug nhanh hơn. Ta sẽ lọc ra 100 linh kiện đó trước. Sau đó ta sử dụng watchpoint. Và ta add trước 100 mã linh kiện đó vào trong watchpoint. Và khi debug chương trình, cứ khi nào tìm được cái mã linh kiện trùng với 100 mã linh kiện đó đang nằm trong watchpoint thì sẽ stop chương trình. Ý nghĩa của watchpoint là như vậy. Đấy, tìm một ví dụ cho em.